Ê, khách em đến rồi kìa. Thôi, anh hỏi anh làm gì em? Anh tạo vào tay em đúng không? Điên là chạm hết rồi. Em hỏi anh làm tay em này. Không, đây, đây. Cầm tay ra. Thôi. Sao? Mở ra đi. Mở ra. Về gà ấy. Ủa cắm đâu cũng nhận nhỉ. Lấy đâu. Thành nó bảo là mặt không lên gì. Thành ơi. Ở đâu, ở đâu? Đây đây, ở đây. Cái trò cứng trước nhỉ. Không cần kiểm tra được. Đúng rồi. Đúng rồi. Vừa kiểm tra. Mình uống nhiều thế mà hắn dám bảo mình uống ít. Mình vô để uống em. Không, thực ra nói thẳng là nhà em cũng ngâm. Nhà em cũng ngâm. Em là ngâm, ngâm là... Tươi mà, nó tươi. Tươi có mùi như thế chứ. Mùi thơm đấy. Không có mùi. Ngâm như em lại là rượu Kim Sơn Linh Bình. Nó hơi nặng tí. Nhưng mà ngâm kẻ sướng nó ngâm như thế. Mà cái ngon nhưng mà phải ngâm rượu ngon là chất là chung là ngâm một tuần là đen ngay mấy đấy, ngâm ngâm chỉ cần một hai tuần là nó chuyển màu rồi. Tại vì bình thường như em rửa nước nó phai ra màu, rửa qua một nước rượu nó lại càng phai hơn, cho rượu vào mắt nó phai được mấy hôm mà đen ngay. Nhờ ngâm em phải ngâm 6 tháng em mới uống. Mở con này nhẹ nhàng điện quang rồi. Không vậy, đèn mở tay ra chứ. Mình chưa. Cá này rất là yếu. Xem hết đó. Xương cốt cũng lạnh thôi. Nôn nề chỗ đau, chỗ đang bị bỏ gần chỗ đau. Điên lắm họ, xong người đã chung. Đi. Là tình trạng.
nó quay phim. Đừng gặp như này, gặp này bây giờ yếu lắm. Gà này nó bắt ở đây. Cốt là hai cái ốc này, bây giờ mình bỏ hai ốc này ra, có hai ốc trên kia nó yếu. Hạn chế mừng. Bây giờ có đồn gì ở đằng sau, trừ trừ cái giam ra, ở đâu là tháo hết rồi. Thì em biết là giam được cái tháo nó hay treo nó. Trừ giam ra còn đâu có gì là tháo hết rồi. Tại vì nó ngắn một sống. Nhiều khi giam sống mà chỉ nhẹ. Chỉ thấy một năm. Đây, nó yếu nhất là điểm này. Em đều thật. Em nói luôn thì em phải không có ai muốn là không có đâu. Thằng nào sáng thằng nào em tôi là cũng mua đi lấy uống rượu sáng cũng dậy là tính tiền nó cầm tiền là nó đi đóng hồ đổ lại. Cái đây em làm vẫn mở bên Square kia đấy. Em thì em thích Arsenal là fan của ông ấy vì phỏng vấn xếp có năm thằng thì phỏng vấn một thằng không một thằng năng lực yếu thì thôi loại rồi bốn thằng em hỏi một thằng thôi thì cậu fan nào cậu thích gì mọi thằng đều rồi cậu thích xem nó không có thế cậu thích là fan của ông à cho nó bảo là em fan của ông anh ấy của ông đã rất hay này rồi cái này lên rồi em bảo xếp là bài năng lực kém lắm loại phá em bây giờ em nghĩ là em chó thật. Có chó. Phát MU đúng không? MU đá đúng sách. Có trận thắng nhận thua nhưng mà nó đá đội ổn định. Kể cả nó con người nó cũng ổn định. Người ta cứ thấy MU thắng là người ta la lời rùa, còn thua thì nói là đội bóng hàng đầu mà đá như kém. Chả hiểu MU. Nhân là trẻ nó già nó cái nội cũng không bảo nó quan chùa không? Có. Nó có đi trọng tài không? Chứ nó có hay không thôi. Tôi hỏi là có hay không? Ông trả lời tôi là có hay không? Tôi đéo biết ổn định hay không. Tôi đéo còn biết ổn định hay không. Nó có ăn chùa hay không? Nó có đi trọng tài hay không? Thế thôi. Tuyến của nó đều. Đều cái gì? Đều ông sang bay em không xem nó đều không? Không phải là hết đâu mà tôi trả phải ra hết hết không có đây không có con này không có thế có phải hay ăn mình chọn tài không đấy chuyện là bây giờ mày ra đây ngồi với tao tao sẽ bật cho mày cái link tất cả những cái trận nó ăn gì thua phải dẫn cái đi chưa mở này ra của Quyền đây. Vẫn chưa được mà cả bảo cái trong màn mở ốc, mở ốc này ra này. Anh biết thì sao cái này gãy mẹ. Tao sửa cho mày ra hơn chục trận là sao? Mày làm cá với anh em thêm một cuộn rượu không? Đá hơi ở đâu? Đá cái tên là anh em lên mời anh em đi một cuộn rượu. Đua tao cho mày tất cả anh em đi một cuộn rượu. Không đi điều có một tao xoay từng trận một cho mày xem sao này. Không lại. Anh ơi! Có đoàn bố không phải khó bây giờ tao chỉ cho. Mày cho xoay từng một cái trận một đó. Ôi! Tranh cái rổ ấy hiệp ơi. À bên này gãy rồi. Gãy bảo cái này rất hay gãy. Nguồn CPU làm rồi. Này này. Con này là thầy con nick bỏ. Anh biết anh nói. Hiểu rồi. Thấy bảo ba con là đủ. Nói chung thì càng nhiều càng tốt. Thì là thay 6 con được. 6 con lắp vào đủ đít này. Mày nhiều thằng mày lắp vào đâu? Mày lắp vào đâu? Có chân không? Nhiều thằng vẫn gài. Gài sao? Thành đố mày gài 6 con này. Anh nói thật mày gài 2 con này đã khó rồi. Đừng nói là 6 con. Nhưng càng nhiều càng tốt đúng không?
Dĩ nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng mà anh đố mày gài thì còn nữa. Chưa khi mày câu ra ngoài. Có hôm mình nhanh lên. Thank you.